Các nhà chú ý đây, mọi người đến cửa đại diện Trì gia họp. Người nào không đến, tăng nợ lãi 3 phần. Cái đồ không có khí khái. Mẹ, Trì Long Chu liệu có giết anh Hải Sinh và chị Hải Anh không? Trước khi hắn chưa có được thứ hắn muốn, tạm thời sẽ không ra tay với chúng ta đâu. Anh Hải Sinh bị đánh không còn ra hình người. Mẹ, chúng ta nghĩ cách cứu họ ra đi. Thiết Đản, mẹ con, chú Diệp, ông Tứ Giang, còn có Nhị Hổ, nhìn hai người họ chịu khổ, lẽ nào lại không muốn cứu họ ra? Nhưng mà con chỉ muốn xông vào ngay đại diện Trì gia cứu họ ra. Ai? Thiết Đản, Thiết Đản, là anh Đại Khải. Anh Đại Khải, Thiết Đản. Đại Khải, sao cậu tới đây? Đội trưởng Nhị Hổ có tới không? Nhị Hổ, không có. Sao vậy? Mọi người đến đại diện Trì gia họp. Ai không đến, tăng nợ lãi 3 phần. Tới đây. Lôi Trì Hải Anh, lên đây cho tôi. Lôi Trì Hải Anh lên. Cái gì? Nhị Hổ. Bọn họ phá vòng dây đã không thấy cậu ấy. Lão hội trưởng nói nhất định là cậu ấy tới cứu Hải Anh rồi. Tính khí cậu ấy chị cũng rõ. Không cẩn thận, Diệp khu trưởng biết, nhà chị không thể tới. Nhưng hết cách nên sai tôi tới. Tôi biết rồi. Tối nay Nhị Hổ nhất định có hành động. Bây giờ tôi tới đại diện Thiền gia xem thử. Hai người đừng đi đâu cả, ở đây chờ tôi. Chú ý an toàn. Bỏ tôi ra. Bỏ ra. Bỏ ra. Bắt cô ta quỳ xuống. Các người đều biết Trì Hải Anh có cùng ông nội với tôi. Tôi làm vậy là muốn các người nhìn thấy, bất kể là ai, chỉ cần đi theo Dương Thứ Giang, Diệp Hồng Sơn cùng nhau chống đối tôi, cho dù là ông trời, khu trưởng này cũng quyết không nương tình. Kẹp ngón tay. Dân, bà con, đừng sợ. Trì Long Chương sớm muộn cũng gặp quả báo. Nhất định gặp quả báo. Mau dùng hình. Dùng hình đi. Dùng hình. Mạnh lên cho tôi. Mạnh tay lên cho tôi. Mau mạnh tay lên. Mau mạnh tay lên. Mạnh tay lên cho tôi. Mạnh lên. Nhớ ra chưa? Hỏi cô đấy. Không biết. Không biết. Dùng sức thêm. Ma tử, cậu cũng đừng chơi. Nói với mọi người xem, đây là hình phạt gì? Trò này gọi là kẹp ngón tay, được truyền lại từ thời Nguyên. Nghe nói Đậu Nga năm xưa cũng từng bị kẹp bằng cái này. Cái này hay lắm. Có câu là 10 ngón tay liền tim. Bị kẹp cái này mới gọi là sống không bằng chết. Nghe thấy chưa? Đó là danh nhân. Nhưng mà Đậu Nga bị quan, còn cô Hải Anh không quan một chút nào. Trì Long Chương đồ khốn kiếp. Dừng tay. Tâm An, tôi đang xử Đảng Cộng sản, cô đừng xen vào việc này. Tôi không cần biết đảng phái gì. Cô ấy là người làm của tôi. Anh đánh cô ấy như vậy, tôi không thể khoanh tay đứng nhìn.
Cô ta cấu kết dịp Hồng Sơn Dương Thứ Giang phân chia tài sản của Trì gia tôi. Cô ta phạm quy tắc gia tộc. Tôi là chủ nhà, tôi có quyền xử cô ta. Trì khu trưởng, tục ngữ nói không dạch áo cho người xem lưng. Nếu anh đã thừa nhận cô ấy là người nhà anh, về tình sao anh ra tay nặng nề như vậy? Về quy tộc, trước mặt mọi người xử cô ấy, anh nghĩ là thích hợp sao? Đúng đó, không là sao cả. Hải Anh, mau ngồi dậy đi. Hải Anh, chị Tâm mang. Sao lại đánh em ra thế này? Báo, báo cáo. Không hay rồi. Lão thái gia. Lão thái gia làm sao? Bị nhị hổ trói lại rồi. Cậu nói gì? Lôi cô ta vào. Lôi cô ta vào. Hải Anh, 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 Hải Anh. Cha, đừng qua đây. Qua đây tôi bắn chết ông ta. Con, đừng. Đừng làm bừa. Nhị hổ, có gì từ từ nói. Cậu thả cha tôi ra. Trì Long Dương, mau chóng thả Hải Anh, Hải Sinh ra. Được, được. Chỉ cần cậu thả cha tôi cho cậu con đường sống. Đừng nói nhiều. Giao Hải Anh, Hải Sinh cho tôi trước. Nếu không, tôi bắn nát đầu ông ta. Con à, con mau thả họ ra đi. Mẹ, mẹ yên tâm. Cha con lớn tuổi rồi, không thể chịu dày dò nữa. Mẹ yên tâm, con nhất định cứu cha con ra. Đã loạn thế này rồi, mẹ mau về phòng đi. Cứu cha con, mẹ đừng gây thêm loạn nữa. Nhị hổ, có gì từ từ nói. Ma tử, gọi người đưa Hải Anh tới. Đưa Hải Anh tới. Anh tử, Hải Anh đã tới rồi. Anh tử, anh tử. Anh nhị hổ, còn Hải Sinh đâu? Đừng sốt ruột, tôi lập tức đưa Hải Sinh tới. Cho Hải Anh qua đây. Cậu không được làm thương cha tôi. Chỉ cần cậu đồng ý không làm hại cha tôi cho Hải Anh tới. Đưa cô ấy qua đây. Anh tử, anh tử, mau đưa cha tôi đi. Bắt lấy hắn. Mặc kệ. Đánh chết tên này chúng ta sẽ được trở mình. Anh hổ tử. Đại ca, hắn đánh em. Đại ca, còn cười nữa. Đại ca, hắn đá em. Hắn đánh em đó. Đồ vô dụng. Cần cậu có ích gì chứ? Khốn kiếp, muốn đấu với tôi. Đánh hắn, đánh hắn. Anh hổ tử, tối nay nhị hổ đại náo đại diện Trì gia, đã chọc giận tới Trì Long Chương. Giới tính của hắn sẽ giết nhị hổ và Hải Anh. Chúng ta phải mau nghĩ cách cứu bọn họ ra. Tôi lập tức quay về báo với Diệp khu trưởng. Điều đội vũ trang tới cứu người. Không kịp rồi, cả đi lẫn về. Ít nhất phải trưa mai. Người đội vũ trang quá ít, ban ngày không thể hành động, chỉ có thể đợi trời tối. Phải làm sao? Chúng ta không thể trơ mắt nhìn đồng chí của mình bị giết. Trì Long Chương, tài sản của anh do tôi giấu. Thả Hải Sinh và Hải Anh ra.
Tôi giỡn thì nhắm vào tôi. Đồ khốn kiếp, chết tới nơi còn cứng miệng. Hôm nay ông đây sẽ tự tay xử mày. Long Chương, Long Chương. Cha, không thể giết cậu ta, không thể giết hắn. Cha, lão già, chỉ cần nhị hổ tôi còn một hơi thở, tôi sẽ giết cả ông. Đúng là phải giết, không thể giữ lại. Nhưng nếu giết rồi thì con xem tài sản của chúng ta phải làm sao, bài vị tổ tông phải làm sao. Không, không thể hủy trên tay cha con chúng ta được. Địa khu trưởng, địa khu trưởng, nhị hổ là ủy viên ủy ban thôn của thôn Vịnh Rồng, lại là đội trưởng đội tân binh. Trong tay hắn có danh sách đảng cộng sản, chắc chắn cũng biết rõ Hải Quy là ai. Đây là việc lớn của đảng quốc. Lưu Chí Sơn, đồ phản bội, tôi đã sớm nhìn ra anh chẳng phải hạng tốt đẹp gì. Cho dù tôi chết thành ma cũng không bỏ qua cho anh. Im miệng cho tôi. Trị khu trưởng, tôi hận nhất đám cộng sản này. Bọn họ bây giờ rơi vào tay tôi rồi, tôi chỉ muốn lập tức giết chúng ngay. Mau giết đi. Trị khu trưởng, hãy nghĩ tới chuyện lớn của đảng quốc và gia tài Trị gia. Cho hắn sống 3 ngày, tôi biết anh giỏi nhất đối phó đảng cộng sản. 3 ngày sau, nếu Lý Nhị Hổ mình đồng gia thế thì chết không nói, giết hắn cũng không muộn. Vậy thì để hắn sống thêm 3 ngày, đến lúc đó nếu còn không khai thì lăng trì. Khu trưởng, chuyện nhỏ không nhịn sẽ làm hỏng chuyện lớn. Nhốt hắn lại, canh phòng nghiêm ngặt. Lôi xuống, lôi cả hai người đó xuống. Lôi xuống hết đi. Bên ngoài cửa sổ nhà giam có một cái cây lớn, con lần trước trên cái cây đó.